Thưa quý vị, ở đây thì Trinh thấy có một trong những vấn đề mà rất là nhiều các mẹ bầu chúng ta quan tâm, đó chính là cái sự thay đổi trong giai đoạn mà mang thai. Vậy thì đối với các thai phụ trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải lưu ý những gì để chăm sóc sức khỏe của mình, để mang đến một cái sự thoải mái hơn, một sức khỏe tốt hơn trong khi mình đang mang thai, thưa bác sĩ? Mang thai thì thai là một cái cũng là một cái vật lạ đối với lại cơ dạ, thể đúng mẹ rồi ạ. Cho nên là giữa mẹ và con nó cần có thời gian làm quen, và những cái thay đổi về nội tiết cũng làm cho người mẹ khó chịu, và những cái thay đổi về cái kích thước của cái tử cung cũng làm cho người mẹ khó chịu. Cho nên là những cái đó nó gây ra những cái triệu chứng ví dụ như là ốm nghén. Thì thực sự ra thì khi mà mình càng ốm nghén là một cái triệu chứng cũng rất là mơ hồ, cho nên là khi mình càng quan tâm, mình càng lắng nó thì nó sẽ là càng nghén hơn. Và khi mình tiếp tục những cái sinh hoạt ngoài trời, những cái sinh hoạt coi đó là niềm vui, và mình đi ra ngoài tiếp xúc làm việc bình thường, thì nhiều khi những cái triệu chứng nghén nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai nữa là sự mệt mỏi. Thì mình cũng không nên làm việc, những cái công việc hàng ngày của mình thì bác sĩ cũng không bắt buộc mình phải ngưng, nhưng nếu mình cảm thấy mệt thì mình cũng phải biết rằng mình đang mang thai và mình cũng sẽ nghỉ ngơi. Thì cái sự nghỉ ngơi đó cũng chỉ trong một giai đoạn và mình có thể tiếp tục được, bởi vì cái mệt đó nó có thể bất chợt nhưng mà nó thoáng qua thôi. Nôn ói thì thường là cũng do là nội tiết trong cái giai đoạn thai kỳ, cho nên là mình có thể ăn những cái chất trong giai đoạn đầu, thì mình có ăn những cái thức ăn mà bớt cái nhẹ cái mùi mà mình không chịu được, hoặc là nhiều khi cái khung cảnh ăn, mình đi ra ngoài quán, ngoài hàng ăn với bạn bè, ăn với những người thương, thì nhiều khi nó cũng sẽ giảm nghén thoải mái. Đúng rồi, và bớt cái sự ép ăn trong giai đoạn đầu. Cái thứ hai nữa là chuột rút. Thì đó là những cái dấu hiệu mà mình cũng có thể là mình sẽ tập những cái bộ thể dục nhẹ nhàng để cho giãn cơ ra, và người mình nó khỏe khoắn lại, thì và mình bổ sung những cái vitamin và khoáng chất thì nó cũng sẽ giảm cái triệu chứng chuột rút. Cái thứ ba nữa là khi mà cái bụng to lên thì nhiều khi nó sẽ tăng, làm có những cái triệu chứng mà làm cho cái tăng cái áp lực, ví dụ như là bệnh trĩ sẽ tăng lên khi mà bệnh nhân có bệnh trĩ nè, phù chanh nhẹ, giãn tĩnh mạch chi dưới, mình cảm thấy nặng nề khi bước đi. Những cái triệu chứng đó thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ gác chân cao. Khi nghỉ ngơi có điều kiện thì mình sẽ gác chân cao, hoặc tối về mình gác chân cao, hạn chế đứng nhiều. Từ dưới đó nhiều khi cái áp lực trong cái lúc mình đứng và cái tử cung nó đè nó cũng cao quá. Cái thứ hai là táo bón, thì mình sẽ phải ăn nhiều rau hơn, uống nhiều nước hơn, và có thể ăn thêm những cái loại trái cây mà nhiều chất xơ thì nó cũng sẽ giảm táo bón. Cái thứ ba nữa là sạm da, thì thực sự là do nội tiết tố thì da mình nó cũng sẽ sạm, nhưng mà thực sự thì các mẹ bầu cũng đừng lo quá. Từ vì cái sự sạm da đó thì nó cũng sẽ mất đi sau khi mà mình sanh đi, và cái nội tiết nó giảm xuống thì nó cũng sẽ mất đi. Rạn da cũng có, nhưng mà cái chế độ ăn của mình phù hợp, ví dụ như mình ăn đừng để tăng cân quá bất ngờ hoặc là giảm cân quá bất ngờ, thì cái dạng ra da nó cũng sẽ không xảy ra. Còn nếu mà mình cảm thấy là có những cái triệu chứng nghén mà mình ăn nhiều và tăng cân nhanh trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì cái da mình nó không chịu đựng được, nó sẽ Như vậy thì có thể thấy rằng là đúng là khi mà chúng ta đang chuẩn bị đón chờ một em bé ra đời thì có rất nhiều sự thay đổi từ cả bên trong đến bên ngoài, từ cả về thể chất đến tinh thần của các thai phụ, đúng không ạ? Cho nên là nếu mà mình có kiến thức mà mình nhận biết được những dấu hiệu đó qua sự chia sẻ của bác sĩ Trần Minh, thì quý vị cũng sẽ chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng hơn để chúng ta cũng sẽ có được những cái bí quyết chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn.